Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với các anh chị em của chúng ta uh, Trên khắp mọi miền tổ quốc Bản tin tuần vào ngày thứ sáu Trên kênh chứng khoán chiến binh uh, Trên từng con sóng Và uh, tuần vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến Một tuần giao dịch rất là thành công của thị trường Và uh, như có dự kiến thì index sẽ công cản Ở vùng 1110 điểm Và tuần này thì Max, uh, simum Index Đã đạt được 1115 điểm Tức là cái vùng 1115 Đến vùng 1110 1.120 điểm đã trở thành cái vùng kháng cự rất mạnh ở trong tuần vừa qua và nhìn chung thì các anh chị em của chúng ta cũng đã có một tuần một tuần để chúng ta chốt lãi hiện thực hóa một số các cái mã cổ phiếu đã đạt những cái lợi nhuận rất là tốt ở trong nhịp đầu tư vừa qua và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất thì Thượng Lê sẽ đi cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích một số các danh mục các mã cổ phiếu mạnh. Uh, các cái mã cổ phiếu tiềm năng uh, như uh, các cái nhóm ngành ví dụ như là một số các cái mã cổ phiếu C2, CCL, DABACO uh, một số các cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành Penny, hàng đầu cơ, ngành điện, ngành viettel, bất động sản khu công nghiệp, uh, nhóm ngành uh, bất động sản dân cư, uh, nhóm ngành thép vật liệu đầu tư công, nhóm đầu tư công, nhóm ngành dầu khí, uh, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ Uh, review lại cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua, đó chính là bản tin tuần video số 180 để chúng ta thử xem thử là bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta đã đi như thế nào. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài uh, nhận định cái xu hướng của thị trường ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Đấy chính là tuần từ ngày 12 đến ngày uh, ngày 12 đến ngày 16 tháng 6. Thì như Hùng đã có chia sẻ với các anh chị tất cả những cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê, vì vậy các anh chị em của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem. Và chúng ta sẽ chắt lọc uh, những cái lời hay ý, ý tốt đúng không ạ? Chúng ta chắt lọc những cái phân tích nó phù hợp với cái quan điểm đầu tư của chúng ta thì chúng ta tham khảo thêm và trên cơ sở tham khảo ở những cái quan điểm đó thì chúng ta mới đưa vào những cái quyết định đầu tư của chúng ta. Và uh, và chúng ta cũng uh, lưu ý là, uh, là 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 cái xu hướng của thị trường thị trường nó luôn luôn biến động và luôn luôn có các cái biến số chính vì vậy nên là trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta có một tuần chỉ có một bản tin thôi vậy thì chúng ta cần phải có những cái cập nhật thường trực hàng ngày đấy chính là những cái cập nhật mà các anh chị em của chúng ta sẽ thường xuyên được xem ở trên các cái bản tin hàng ngày và các cái phân tích kỹ thuật hàng ngày trực tuyến ở trên các cái nhóm chat và nhóm không chat thì đấy là những cái phân tích rất là sát với cái xu hướng của thị trường và để như các anh chị em có một cái quá trình đầu tư nó tốt nó tối ưu thì chúng ta sẽ cần thêm những cái thông tin ngoài uh, các cái thông tin phân tích trên bản tin tuần thì chúng ta sẽ cần những cái thông tin uh, mang tính uh, gọi là real time tức là những cái tín hiệu mà nó xuất hiện ở trong phiên thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị cần uh, rất là cần các anh chị rất là cần trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư OK, thì uh, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi phân tích một số uh, các cái mã cổ phiếu khác. Đầu tiên là mã cổ phiếu C2. Thì như anh chị em đã biết rồi, C2 thì trong tuần hùng có dự kiến mắc target ở khoảng quanh vùng 18,7 đến vùng 19 và hiện tại thì nó đạt được mark 18,8 và đây là hai cây nến mà C2 đã bắt đầu có cái lực bán tương đối là mạnh. Uh, và hùng lưu ý thêm một tí nữa, tức là phiên ngày hôm nay thì ATC, tức là gần sát với ATC thì tạo lập họ đã kéo rất mạnh một số các mã cổ phiếu trụ và sau đó thì các cổ phiếu của các nhóm ngành nó đều đã phục hồi. Nhưng sau cái tín hiệu phục hồi đó thì chắc chắn rằng phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì gần như mặt bằng cổ phiếu nó sẽ lấp lại các anh chị nhá, nó sẽ lấp lại ít nhất là cái điểm thấp nhất của phiên ngày hôm nay. Đó, sau khi lấp xong thành công hay thất bại thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng nếu lấp thành công thì khi đó cái khả năng phục hồi đi tiếp của thị trường mới còn. Còn trong trường hợp nếu như tất cả các mã cổ phiếu các nhóm ngành đồng loạt phá cái hỗ trợ của phiên giao dịch ngày hôm nay thì đấy là một tín hiệu xấu và các anh chị lưu ý và bản thân ở trong tuần vừa qua thì ông lê cũng đã khuyến cáo với anh chị em nhà đầu tư là chúng ta sẽ ưu tiên cái quản trị rủi ro hàng đầu ưu tiên chốt lại những mã cổ phiếu đã có lãi và chúng ta ưu tiên làm sao để khi index tiến về cái vùng một nghìn một điểm thì cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu nó đi về cái tỷ lệ vàng khoảng 50 mươi trên năm thì đấy là một tỷ lệ rất hợp lý khi mà thị trường của chúng ta ở các cái vùng khá cực mạnh. thì đối với C2 khả năng với xu hướng hiện tại như thế này thì tuần tới c sẽ tiếp tục có những điểm chỉnh cung và test lại nền ở khoảng quanh vùng 17 7 CCL CCL ở đây thì nhìn chung là sau khi mà nó đạt được cái target ở 7.7 chúng có phân tích ở đây rồi đó là vùng 7 đến khoảng vùng 7.2 thì CCL sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở quanh cái vùng này và hiện tại thì trong tuần vừa qua thì xu hướng chủ đạo của CCL thì nó vẫn đang test cung Dabaco và VPG à, Dabaco là một mã cổ phiếu cũng rất là hay ở trong thời gian vừa qua và hiện tại thì Dabaco đã hoàn thành được cái target ở 19.5 đến khoảng vùng 20 tuần này thì nó tiếp tục công lên vùng 20 cộng nhưng với tín hiệu hiện tại thì như vậy là chúng ta bắt đầu thấy rằng là từ phiên giao dịch của ngày thứ ba từ phiên giao dịch của ngày thứ ba thì tín hiệu đường mã CD của chúng ta bắt đầu có cái diện có, có tín hiệu suy yếu chính vì vậy nên là cái động lực tăng của cổ phiếu nó sẽ chậm dần đi đó là chúng ta lưu ý và hiện tại thì nó cũng đang có những cái phiên cày bừa ở khoảng quanh biên 19.5 đến biên 20. Phiên ngày hôm nay thì nó rút chân lên. Tuy nhiên cái điểm rút chân này thì nó cũng sẽ chưa thực sự được thuyết phục và như cũng có phân tích ngay từ đầu bản tin thì tất cả các mã cổ phiếu nó sẽ có xu hướng test lại tức là vùng 18, hoặc vùng 18.8 đến khoảng vùng 19 nó sẽ quay trở lại hoặc điểm sâu hơn của Dabaco ở nhịp này là 18.3 đến khoảng vùng 18.5. À, VPG thì là một mã cổ phiếu nó mang cái tính đầu cơ rất là cao. À, rất là cao. Và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là trong tuần này VPG cũng đã đạt mắc target thiết kế ở 19.4 và đang có những cái phiên rung rũ ở quanh vùng này. Khả năng nếu như thị trường mà không thuận lắm thì khả năng tuần tới nó sẽ ở khoảng vùng 10, 17 8 đến khoảng vùng 18. Đây sẽ là vùng mà dự kiến thì VPG sẽ quay trở lại test cung ở đây. Mục tiêu đối với VPG thì như đã có phân tích đó là gì? Cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đánh ở một cái trang kỹ thuật rất là dài. Bởi vì lịch sử trong quá khứ thì các anh chị nhìn thấy đây, VPG đã đánh một nhịp khoảng đâu đó từ vùng 6 mà lên đến tận vùng 55 và nhịp này thì nó cũng đang mới manh muốn hình thành một cái xu hướng sóng tăng thôi nên là cái dư địa để mà VPG đi tiếp nó sẽ còn rất là nhiều cổ phiếu SMC thì trong tuần thì chủ đạo SMC cũng đang quay lại những cái điểm test công nghệ thuật ở khoảng quanh vùng 12.8 đến khoảng vùng 13 tuần tới nếu có thì nó có chỉnh thì nó cũng sẽ tiếp tục test lại vùng này vào cái điểm sâu hơn thì có thể vùng 12.5 và đối với cổ phiếu SMC thì vẫn là một cổ phiếu mà được phân tích khuyến nghị đầu tư ở trong một cái xu hướng khá là dài. ở cổ phiếu ADS uh, trong tuần thì gần như ADS cũng đã đạt được cái target thiết kế ở khoảng 15.5 đến khoảng vùng 16 và đây là vùng kháng cự mạnh. chính vậy nên các anh chị nhìn thấy là khi mà chạm về vùng kháng cự mạnh thì cổ phiếu bắt đầu nó có những cái sự đan đan hình răng cưa và trong ngắn hạn thì tuần tới, khả năng vùng 14.5, cổ phiếu sẽ tiếp tục test lại ở đây và nó sẽ có những cái điểm rút chân lên. Nói chung là nó sẽ đi sideways ở quanh cái vùng khoảng 14.5 đến khoảng vùng 15.5 đến vùng 16. Và sau một cái giai đoạn đi như vậy thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu. Và hiện tại thì tín hiệu của ADS vẫn đang khá là tốt và chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Rồi, sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu mang cái tính đầu cơ khá là cao, cũng đã lọc ra ở trong thời gian vừa qua, nhìn thấy tín hiệu kỹ thuật tương đối là ổn cổ phiếu MBG. <laughs> MBG thì các anh chị nhìn thấy đây đến thời điểm hiện tại là MBG đã có một cái sự phục hồi khoảng quanh vùng 3.5 Và hiện tại là đi được 6.5 tức là nó cũng đã đi được khoảng tầm 3.000 đồng trên một cổ phiếu Và đến thời điểm hiện tại thì nó đang gặp phải cái vùng 6.5, 6.6, 6.7 đây là một vùng cản tương đối là mạnh Nhìn về mặt xu hướng phiên ngày hôm nay là ông đóng ở vùng 6 tức là ông đóng ở cái biên trên 5.8 đến vùng 6 nên là khả năng tuần tới thì cái xu hướng của MBG nó cũng sẽ tiếp tục test tích lũy và nó sẽ tiếp tục tích lũy ở đẹp nhất là nó hoàn thành được cái vùng 5.8 đến vùng 6 và mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm vẫn ngắm lại cản 6.5 6.7 và vùng 7 ở trong cái nhịp này cổ phiếu MST cũng là một mã cổ phiếu rất là hay xét về những cái yếu tố tạo lập của MST thì rất là tuyệt vời các anh chị có thể xem lại những phân tích cũ Ờ uh, hiện tại thì lực cầu của MST vẫn đang duy trì ở một trạng thái tương đối là tốt khoảng tầm độ 3 triệu đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên tuần này thì MST tiếp tục công lại cái vùng vùng 6.5 Tuần trước thì bản chất là nó đã đi lên được cái vùng ở đây là maximum ở đây này là vùng 6 chấm mấy đây là 6 chấm 8 Và tuần này nó tiếp tục công uh, Tuy nhiên là thị trường cũng chưa được thuận lợi cho lắm nên là nó lại lại tiếp tục quay về test lại giống như tuần cũ tức là nó test lại vùng 6 đây, tuần này đấy uh, có đến tận hai phiên test lại vùng sáu uh, như vậy thì cái xu hướng kỹ thuật của mbg nó cũng sẽ tuần tới thì dự kiến là nó cũng sẽ tiếp tục có những điểm test kỹ thuật vùng sáu sâu hơn thì sẽ ở khoảng quanh vùng 5.5 đến vùng 5.7. nói chung mbg là uh, một mã cổ phiếu mà dự kiến là đánh trang kỹ thuật dài nên là chúng ta sẽ tiếp tục uh, à mst uh, sẽ chúng ta sẽ tiếp tục uh, thu gom ở sau những cái uh, thời điểm sau đó ở cổ phiếu HSS của tài chính Hoàng Huy thì như đã có phân tích ở đây rồi hiện tại thì sau khi mà tuần cũ nó hoàn thành cái target năm thì nó sẽ quay trở lại test và nó chỉ có hai cây nến test thôi và hai cây nến test này là hai cây nến test cực khỏe nó chỉ test về năm thôi và trong cái biên dự kiến của chúng ta là khoảng 49 đến năm lực cầu đang đi khá là tốt và xu hướng của phiên ngày hôm nay thì nó cũng có rút chân lên như vậy thì vì cái câu chuyện là index của chúng ta đang ở vùng kháng cự mạnh nên À, khả năng tuần tới nếu có thì nó cũng sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 5.19 195 đến khoảng 5.2. Và cái xu hướng mục tiêu thì chúng ta vẫn không có cái gì thay đổi cả. À, nhịp này sẽ hướng về khoảng cả 5.8 đến khoảng vùng 6. À, cổ phiếu SAM và cổ phiếu TTF cũng là hai cái mã cổ phiếu được lựa chọn ở trong cái nhịp phân tích tuần và hiện tại thì xu hướng của SAM vẫn đang hết sức là ok các anh chị nhé Uh, trong tuần thì Sam đã quay trở lại test ở quanh vùng 7 và những cái vùng test này khá là đẹp và tiếp tục uh, bắt đầu có cái xu hướng đẩy lên tiệm cận vùng 7.8 đến vùng 8 uh, khả năng thì tuần tới nó Sam nó cũng sẽ có những cái điểm trả cung lại test cung lại tiếp tục test lại ở quanh vùng 7 và mục tiêu uh, thì chúng ta không có gì thay đổi cả uh, nhịp này ở uh, 7.8 đến vùng 8 và Sam bứt được cản 8 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thêm uh, cái target tiếp theo Uh, ttf là một mã cổ phiếu rất là hay thì uh, nó là một mã cổ phiếu đầu cơ Tuy nhiên là cái tính đầu cơ và cái thanh khoản của ttF khá là tốt thanh khoản nó cũng bây giờ hiện tại đã nâng lên khoảng tầm 8 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên rồi và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, chiến đấu bởi vì khi cái thanh khoản nó lớn như vậy thì các anh chị cùng lắm các anh chị cũng mua được 1, 200 nghìn không ta đó ví dụ như thế hoặc là đối với những các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta chắc cũng chỉ mua được như thế thôi còn đối với những nhà đầu tư lớn thì người ta khoảng 500.000 đến một triệu cổ phiếu uh, và thanh khoản 8 triệu chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm đó, và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì TTF đã có điểm test kỹ thuật ở 5.2 cực đẹp Tức là chúng ta dự kiến ở khoảng vùng 5.1 5 đến khoảng vùng 5.2 Nhưng mà nó chỉ về 5.2 thôi và lực kéo khá là tốt Hơi tiếc nuối một tí là phiên ngày Tất nhiên là lực lực này thì khá là đẹp rồi Nhưng mà cái phiên ngày hôm qua nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất Tức là cái giá trần, hôm qua nó đẩy kịch trần nhưng mà sau đó nó bị bung trần thì Với tín hiệu này thì cũng là tương đối một cây nến tuần khá là đẹp rồi cái đến tuần tương đối đẹp thì cái xu hướng kỹ thuật của TTF thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá cái khả năng là TTF sẽ quay về cái nhịp này sẽ gặp cái vùng cả tiếp theo vùng 6.4 đến khoảng vùng 6.5 và nói đến TTF thì Hùng phân tích luôn cái mã cổ phiếu DLG bởi vì con DLG này nó cũng là diện nó cũng là thuộc nhóm ngành gỗ và đến thời điểm hiện tại thì DLG các anh chị nhìn đây À, trên trang kỹ thuật tuần khi dlg đánh thì nó cũng đánh những cái 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 miếng đánh nó đâu ra đấy nó nhịp một thì nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 4 và nó rũ sau đó thì từ vùng 3 à, kéo lên tận vùng 10 thì đây cũng là một trong những cái tín hiệu kỹ thuật mà đáng lưu tâm đối với dlg trong thời điểm hiện tại thì cũng đang phân tích đầu tư à, mà, sau khi mà nó đẩy lên được vùng ba năm thì nó đang có những cái cây test lượn lại đây này và và cái xu hướng kỹ thuật của dlg thì khả năng đang, đang ngắm về cái vùng cản ở khoảng vùng quanh vùng 3.9 đến vùng 4 của nhịp này và khi mà nó bay được cản 4 thì khi đó sẽ là sẽ, sẽ phân tích tiếp và cái xu hướng sau khi nó bay cản 4 thì khả năng sẽ rất là đẹp Ogc lig Ogc là một mã cổ phiếu đầu cơ cũng rất là hay ở à, trong cái giai đoạn hình răng cưa và chúng ta đều thấy rằng là cái vùng kháng cự ở 9.4 và tuần này tuần trước tuần trước nó đạt kháng cự 9.4 và tuần này thì nó tiếp tục công lại những công không thành à, tuy nhiên thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở vùng 8.6 8.8 đến vùng 9 à, nó vẫn đang rất là ok và khả năng thì tuần tới à, nó tiếp tục có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và khi có vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì các anh chị cứ chúng ta cứ chủ động tốt tắc chúng ta và lên đến cái vùng kháng cự ví dụ 9495 ở trên vùng này và thậm chí là nhịp này có thể kéo lên khoảng vùng 10.3 thì đây là những cái vùng kháng cự chúng ta canh bớt đi bán bớt đi Cổ phiếu LIG cũng là một mã cổ phiếu rất là hay Ở trong nhịp này và các anh chị lưu ý Lực cầu của LIG thì nó đã bắt đầu xây được khoảng tầm độ 3 tuần nay Như vậy là tương đối tốt Lực cầu khoảng tầm từ 2,5 triệu đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên Và hiện tại thì sau nhịp một này Nó đánh lên nhịp 2 Nhịp 2 nó đánh lên nhịp 3 Tức là hiện tại thì LIG đã đánh lên vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.6 là nhịp 2 à là nhịp 3 và sau đó thì nó đang có những cái phiên test cung chỉnh nền lại tuần vừa qua thì nó cũng chỉ test về vùng 5 thôi không có vùng 4.8 như vậy thì uh, các anh chị là chúng ta lưu ý rằng là ví dụ chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ như vậy chúng ta sẽ canh ở vùng 5 chúng ta ăn một ít có vùng 4.9 4.8 chúng ta ăn tiếp thì uh, thông thường như vậy thôi cổ phiếu sau khi mà nó đánh lên thì nó sẽ cần cái sự nghỉ ngơi và cái cái giai đoạn nghỉ ngơi đó chính là giai đoạn mà chúng ta uh, mua thêm cổ phiếu đó evg thì uh, Đánh tương đối là kinh rồi Rất là kinh điển và đến tuần này thì gần như e tuần trước thì EVG chúng ta nói là vùng 6 5 và sẽ hướng lên vùng 7.5 đến vùng 8 Thậm chí là phiên ngày hôm nay suýt soát lên được vùng 8.5 cơ Và nó bắt đầu lên đến đây thì nó mới diện nó mới chỉnh cung Thì như vậy là về mặt tín hiệu kỹ thuật thì như vậy là EVG của chúng ta cũng đã xây được những target rất là cao Ok anh chị xây được target rất cao Và từ ngày 23 tháng 5 lúc đó 4, 4 75 là đã báo với các cái tài khoản đến tim của ông Lê Cân và đến thời điểm hiện tại thì gần như cũng đã hoàn thành được cái target khá là tốt. À, phiên ngày hôm nay thì hình như có khả năng đang có một lực chốt chính vì vậy nên là um, khả năng tuần tới thì nó sẽ nó sẽ test lại vùng 7.5. À, 7.5 là chắc chắn rồi, còn cái điểm sâu hơn thì khả năng là nó sẽ quay lại ở vùng uh, đây này. Uh, vùng vùng 6.5 đến khoảng vùng 6.6 và đối với EVG thì uh, khi nó đánh nó đánh những cái trang kỹ thuật cũng rất là dài. Ờ, chính vậy nên là uh, căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh cung thì chúng ta có thể canh để chúng ta gom thêm các anh chị về tín hiệu của EVG nó vẫn đang khá là tốt và ít nhất thì khả năng là ít nhất là chúng ta sẽ có mệnh 10 theo quan điểm của hùng là như vậy. Đó và khi nó chạm mệnh 10 rồi thì um, nó sẽ rũ một phát. Nó sẽ rũ một phát để cho nó chốt hết nhịp đấy đi. Nó rũ đâu đó khả năng sẽ quay về khoảng quanh vùng 7 6 7 đó và sau đó nó mới kéo tiếp một nhịp nữa thì cái nhịp hai này ở cái nhịp hai này cũng sẽ là một nhịp sóng rất là khỏe đối với EVG và chúng ta sẽ lưu tâm thêm Ok cổ phiếu pen thì chỉ phân tích như vậy thôi và danh mục tiếp theo chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành điện gồm có PC1 thì như cũng có đề cập rồi PC1 ở trong thời điểm hiện tại tức là nó gặp cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 30 và tuần này thì nó tiếp tục công lên vùng 30.8 đến khoảng vùng 31 nhưng mà điểm công này vẫn chưa thành Uh, nhìn về mặt uh, tín hiệu kỹ thuật như vậy tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra vùng 29.5 nhưng khả năng là sẽ về vùng 28.6 GEG uh, -E trong phiên ngày hôm nay uh, nhìn chung là GEG xét -E <laughs> về trong tuần đã Thì thứ nhất là cái biên mà ông đã có phân tích ở đây 16.7, 17 nó khá là tốt Ở trong tuần cũ và nó đã có một cây nến đánh lên tận 17.5 cộng ở đây Tức là cũng là ạ cũng sát với cái dự báo tức là nó sẽ có những cái nhịp long lên Uh, hai cây nến uh, cuối tuần thì nó hơi xấu, bắt đầu từ đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Bắt đầu từ cái nến ngày hôm qua thì tín hiệu đường mã bắt đầu suy yếu. Và khi tín hiệu đường mã suy yếu thì cái xu hướng của cổ phiếu nó sẽ chậm đà tăng. Đó, chắc chắn là như vậy. Vậy thì như vậy tuần tới thì cái xu hướng mà nó test lại 16.7 thì nó là đương nhiên nhưng khả năng là nó sẽ quay trở lại vùng 16.3. Gách ở tuần này thì hoa hậu rồi đúng không ạ gách đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 19.5 đến vùng 20 và phiên ngày hôm qua thì đạt lên được khoảng 20.3 trước khi mà nó đổ đèo và phiên ngày hôm nay thì có hồi phục lại một tí như vậy thì khả năng tuần tới thì cái xu hướng bởi vì là một phiên thì nó sẽ không không thể phân phối hết được hàng ở đâu nên là nó sẽ cần một vài phiên và nó sẽ có cái những cái nhịp kéo xả ở trong thời điểm hiện tại còn nếu mà xét về trend thì khả năng là cũng chưa hết đâu Gách có thể hoàn toàn có thể kéo lên khoảng quanh vùng 23 và sau đó nó sẽ có những cái nhịp chạy nước rút à, Nên là với những anh chị em đang cầm gách thì chúng ta sẽ lưu ý vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 17.8 đến khoảng vùng 18.2 18.2 thì uh, Các anh chị có thể thu gom thêm và lên đến cái cản 19.5 đến 20 thì chúng ta đảo bán đi và À, khả năng thì nó còn đi sideways ở trong biên này thêm một tuần đến 2 tuần Và sau đó thì nó sẽ phát đi các cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ nó bách vùng 20 cộng thì khi đó chúng ta sẽ có thể nâng cái target kỹ thuật của nó lên vùng 23 Và vùng 23 thì chúng ta đã để sẵn ở đây rồi, chúng ta chờ thêm cái tín hiệu để chúng ta phân tích thôi Ở à, PoW hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến, nhìn chung thì trong tuần thì povk công cản 14 cộng và cản này công chưa thành Như vậy thì tuần tới thì khả năng vẫn có thêm các cái nhịp tích lũy ở quanh 13.5 đến khoảng 13.7 TV2 TV2 thì uh, trong tuần đã có những tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt khi mà nó đánh tiệm cận lại vùng 32 và hiện tại thì đang ở vùng 30.6. sáu. Uh, xu hướng thì tuần tới sẽ test lại vùng 30 điểm sâu hơn của nó. Ở đây sẽ là vùng 28.5 khoảng vùng 29 tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật này chúng ta sẽ đánh giá. Uh, không thủng thì như vậy là uh, cái uh, nếu như mà tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này mà cổ phiếu vẫn tiếp tục tích lũy thành công thì như vậy chúng ta tiếp tục nâng cái target kỹ thuật lên vùng 33 đến khoảng vùng 34. Uh, BCG cũng đánh tương đối là tươm ở trong thời gian vừa qua. Uh, tuần này thì có thời điểm là BCG đã gần tiệm cận đến vùng 10 11 rồi. Uh, phiên ngày hôm nay thì cũng đánh ao xuống gần 10 và sau đó rút chân lên ở khoảng 10.5 như vậy là tốt, tức là uh, kết quả ghi nhận ở kết phiên thì như vậy BCG vẫn có một dịa, vẫn có một cây tăng điểm các anh chị, mặc dù là nhìn thì đỏ nhưng mà vẫn vẫn có một cây tăng điểm. Như vậy thì khả năng là theo quan điểm của Hùng là nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 11 và sau đó nó test cung nhẹ nhàng ở khoảng quanh vùng 10.2 đến khoảng vùng 10.5. Tích lũy thành công ở vùng này thì Hùng tiếp tục nâng target của BCG lên khoảng quanh vùng 12. hai uh, target của em này thì vẫn đang khá là ok. <laughs> tiếp theo, uh, nhóm ngành viettel thì chúng ta sẽ phân tích sang cổ phiếu VGI. Thì VGI ở trong tuần trước và tuần này thì nó đã có những cái tín hiệu kỹ thuật là back lại vùng 24 cộng. Tuy nhiên vùng này thì tiếp tục... Uh, cái tín hiệu break không thành và phiên ngày hôm qua là một phiên gì mà vgi đã giảm rất mạnh sau khi nó công vùng 24 không thành như vậy thì cái xu hướng ngày hôm nay thì có thời điểm là nó đã thủng vùng 228 nhưng nó rút chân lên ở quanh vùng 23 nhưng cái tín hiệu kỹ thuật của tín hiệu đường MACD bắt đầu có sự suy yếu chính vậy nên khả năng tuần tới sẽ tiếp tục test lại vùng 28 và điểm và, và 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 sâu hơn cái xu hướng sâu hơn thì khả năng là nó sẽ về lại vùng 22 đến khoảng vùng 22.3 À, vùng này tích lũy à, ok thì chúng ta đã bắt đầu chúng ta túc tắc à, để chúng ta thu gom quan điểm cũng như vậy ok rồi à, à, vtp à, ctr cần phân tích hai con này thôi à, ctr thì đây à, tuần này cũng dự kiến à, tiếp tục công lên vùng 74 75 à, tuy nhiên là đây các tín hiệu nó công không thành Ờ phiên ngày hôm nay có rút chân nhưng tín hiệu đường mát cũng bắt đầu suy yếu như vậy thì tuần tới khả năng là cái xu hướng ở vùng 69.3 đến khoảng vùng 70 đó sẽ là vùng mà cổ phiếu sẽ tích lũy trở lại và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này ờ, bất động sản khu công nghiệp thì như có phân tích định hướng đó là gì đối với nhóm ngành này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục à, cầm nắm đầu tư cho hết cái quãng thời gian của năm 2023 và đây cũng là một nhóm ngành rất là chiến lược mà ông đã liên tục nhấn mạnh đối với các anh chị thì trong cái nhịp vừa qua thì có 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 xuất hiện thêm cái mã cổ phiếu là VCI nó à, nói vui với các anh chị là khô máu thì uh, khô máu từ cái vùng 11, 11 4 và đến thời điểm hiện tại là nó đang ở vùng 15 như vậy là uh, tương đối là thành công với các anh chị em mà mua những cái điểm mua đầu tiên uh, hiện tại thì uh, thậm chí là trong uh, phiên ngày hôm qua nó còn kéo lên gần 17 cơ và nó uh, đáp lại về 15 phiên nay thì 15.5 như vậy là tín hiệu kỹ thuật của nó vẫn đang rất là ok Uh, tuần tới thì không biết là có khoảng ở vùng 14.8 không 14.8 15 nói chung là vùng 14 14 5 14 8 15 ở đây thì leve leve mà nó chỉnh về vùng này thì như vậy là các anh chị uh, chúng ta nhặt thêm một ít bởi vì mục tiêu của VC2 thì vẫn còn ở phía trước vẫn còn rất là dài khả năng là nhịp này thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 19.5 uh, vùng 19, 19, 55 đến khoảng quanh vùng 20 Đây là những cái target dự kiến của VC2 Vẫn còn rất là ok uh, KBC <laughs> KBC thì uh, đây chúng ta sẽ view uh, to ra một tí, đúng không ạ? Thì uh, tuần này thì KBC tiếp tục uh, hiện thực hóa cái mục tiêu công vùng 29 cộng đến vùng 30. Uh, tuy nhiên là uh, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó 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 lên được vùng 29 và nó không giữ lại được. Uh, có nhịp long lên, có nhịp sọt xuống và phiên ngày hôm nay thì đã có những cái thời điểm là cổ phiếu KBC đã bị mất vùng 27.5 và nó bị nó 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 có cái có cái sự rút chân đi lên. Uh, tuy nhiên nhìn về mặt xu hướng thì khả năng là tuần tới như có phân tích là kiểu gì nó cũng sẽ test lại cái vùng này tức là vùng 27 và điểm sâu hơn ở cái vùng sâu hơn thì kỹ thuật có thể quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 ITA là một mã cổ phiếu đánh dài gom dài và hiện tại thì uh, trong tuần thì ITA cũng đã hoàn thành ở uh, mắc target 6.3 trên 6.3 và đây đang là những cây nến chỉnh cung phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí bởi vì là đặt À, khuyến cáo với các cái tài khoản là 5.45 đến vùng 5.6 là bắt đầu chúng ta à, ăn tiếp, ăn tiếp nhịp tiếp theo và trong trường hợp mà nó chỉnh một phát nữa, à, càng đẹp, nếu như mà càng đẹp mà chúng ta về được khoảng vùng 5 đến khoảng vùng 5.15 đến khoảng vùng 5.2 thì cực kỳ ok, tức là gì? À, sau một cái nhịp kéo tăng thì cổ phiếu nó sẽ rũ và đấy, những cái nhịp rũ đấy thì sẽ là những nhịp mà gì ạ? chúng ta đã à, phục sẵn những cái điểm thu uh, gom để chúng ta mua những cái điểm hưng phấn thì chúng ta tránh ra và những cái điểm mà uh, cổ phiếu gì ạ chỉnh cung thì chúng ta bắt đầu chúng ta nhau vào SSC thì về mặt uh, chiến lược định hướng thì SSC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay rất là hay và hiện tại thì SSC đang công cản ở vùng 37 37 và nó cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật 34 8 đến khoảng vùng 353 uh, 35 3 như vậy thì trong ngắn hạn thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ đánh giá ở trong cái biên sideways này Uh, khi nào mà cổ phiếu ví dụ bứt được cản trên thì như vậy là chúng ta sẽ xây lên target cao, còn nếu như cổ phiếu mà bứt uh, hỗ trợ dưới thì như vậy là chúng ta sẽ uh, xây về cái hỗ trợ thấp hơn, đó là vùng 33 đến khoảng vùng 33.3 thì căn cứ cái tín hiệu thực tế thì chúng ta sẽ phân tích thêm. <laughs> cổ phiếu IDC cũng uh, đã khá là tốt ở trong tuần vừa qua, đã có thời điểm là IDC đã bứt được cản 43, tuy nhiên là phiên ngày hôm qua thì không thành. À, và đồng thời thì IDC cũng hình thành được cái biên 40.7 đến 41 là hỗ trợ như vậy trong ngắn hạn thì khả năng là nó sẽ đi ở biên 44 và cái biên hỗ trợ dưới ở đây tuần tới thì khả năng nó sẽ có những điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 41.5 nhìn về tín hiệu của IDC thì hiện tại vẫn đang khá là tốt các anh chị à, VGC cũng rất là tuyệt vời VGC thì tuần này đánh quá tươm và quá là khỏe khoắn luôn và đến thời điểm hiện tại thì VGC cũng đã đạt mắc target thiết kế ở vùng 44 trên 44 thậm chí là uh, trong phiên hôm nay và phiên ngày hôm qua thì nó cũng đã có thời điểm bươn lên khoảng tầm 44.5 nhưng mà sau đó thì nó lùi lại nó nghỉ ngơi như vậy thì cái biên tích lũy nghỉ ngơi sẽ khoảng 42.5 đến khoảng 43 tích lũy thành công chắc chắn là thành công bởi vì là cái nhịp này thì VGC nó đã đánh như thế này rồi thì cũng chả có lý do gì mà 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 mấy cả đó uh, phiên ngày hôm qua nó còn vượt cả trên 4 triệu cổ phiếu trên một phiên và lực cầu thì đang duy trì ở khoảng tầm 2 triệu rưỡi đó, 2 triệu rưỡi đến khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, đấy là một lực cầu khá là tốt. Thì uh, như vậy là tuần tới thì VGC sẽ tiếp tục ngắm cản 46 và xa xăm hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, có target ở khoảng quanh vùng 50, nhưng mà vùng 50 thì chúng ta từ từ đã ra ngắm vùng 46 trước. Rất đẹp, tuần tới thì cái biên tích lũy 42.5 đến biên 43, các anh chị lưu ý. DTD thì cũng là một mã cổ phiếu rất là thành công à, Sau những nhịp phân tích thu gom điểm mua thì như vậy là hoàn thành target 30 Thậm chí là chít soát lên được vùng 34 Và như có phân tích ở đây thì nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ kéo lên một cái nhịp khoảng quanh vùng 34 Đến khoảng vùng 37, mắc thì 37 nhưng mà hiện tại thì như vậy là nó chỉ mới kéo được lên vùng 34 Và sau đó thì nó sẽ đạp một nhịp Thì nhịp đạp này là bắt đầu có xu hướng đạp này Bởi vì bắt đầu từ đây thì ông bắt đầu nhìn thấy là cái tín hiệu đường CD bắt đầu có cái sự suy yếu như vậy thì tuần tới sẽ ở khoảng vùng 28 và biên sâu hơn sẽ ở khoảng 25.5 đến à 25.3 đến khoảng vùng 26 và tại đây thì sẽ phân tích và đánh giá thêm cái xu hướng tích lũy chỉnh nền của uh, cổ phiếu DTD. <laughs> Tiếp cũng là một mã cổ phiếu rất là hay ở trong cái ngành bất động sản uh, khu công nghiệp. Đây cái vùng 19 19.5 này thì phân tích rồi và hiện tại thì chúng ta phân tích cái vùng kháng cự 22 và trong tuần thì uh, tip cũng đã hoàn thành hai cái phần thi, phần thi thứ nhất đó là phần thi test hỗ trợ thì nó cũng đã test lại vùng 20.5 20.8 thành công. Và phần thi công kháng cự tức là nó uh, cái phiên giao dịch của ngày thứ năm thì nó đã bách uh, cái vùng 22 cộng và đang có một cây nền test tương đối ở đẹp. Uh, xu hướng thì tuần tới nếu mà khỏe, khoán đẹp đẽ thì ở vùng 21.8 đến vùng 22 tích lũy thêm được khoảng một vài phiên và sau đó lực lực, lực cầu kéo quay trở lại thì như vậy là chúng ta cũng sẽ có thể ngắm cái target kỹ thuật tiếp theo tiếp lên khoảng quanh vùng 23, xa xa hơn thì khoảng vùng 24 25 nhưng mà trước mắt thì khoảng quanh vùng 23 đã. À, D2D hiện tại cái xu hướng tích lũy của D2D cũng đang rất là ok, các anh chị nhìn thấy đây Thì cách mà có nói đây đây này. Thì như vậy là D2D cũng đã gì đã, đã hình thành được một cái xu hướng uh, tăng điểm khoảng từ quanh vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 20 và hiện tại là nó lên khoảng vùng 28 và đang À, tiếp tục tiềm cận với xu hướng của vùng 30 trong tuần thì nó đã tích lũy tương đối tốt và thành công của vùng 27 đến vùng 28 vùng này các anh chị có thể thu gom thêm và mục tiêu thì sẽ hướng đến cản 29 năm năm đến khoảng cản 30 đây là cái anh chị lưu ý à, bây giờ thì chúng ta sẽ đảo sang cái nhóm ngành bất động sản dân cư thì cũng sẽ phân tích nhanh một số các mã cổ phiếu à, đối với sale <laughs> đối với xe thì trong tuần xe tiếp tục uh, cái công cái vùng cản kháng cự ở đây là vùng 28 và lực công này thì không thành Đó, đến tại thời điểm này là chưa thành uh, cây đến ngày hôm nay là một cây doji có cái sự rút chân lên ở vùng 26 sáu uh, tuy nhiên khả năng thì biên 25 triệu 5 26 tuần tới thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục gì ạ? sẽ tiếp tục uh, quay trở lại test cung và uh, cái điểm mút sâu thì nó có thể quay lại ở vùng 25 bởi vì cái xu hướng là gì nó sẽ test lại cái điểm mút của uh, cây đến ngày hôm nay đó test thành công thì có thể phục hồi còn nếu trong trường hợp mà test không không thành công thì xu hướng của nó nó sẽ quay trở lại ở vùng 2323.5 Hiện tại thì tín hiệu đường mát đang suy yếu chính vậy nên là cũng sẽ thiên về cái bản là khả năng là cổ phiếu nó sẽ khó để mà bứt cái cản 28 ở trong thời điểm ngắn hạn Đất xanh tuần này cũng đã Uh, phiên giao dịch ngày thứ ba nhỉ ngày thứ ba thì nó đã test về vùng 14.5 14.75 và có lực rút lên ở trên vùng 15 cộng và đạt mắc ở trên 15.5 uh, Tuy nhiên cái đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu ngày hôm nay thì lại hơi đuối rồi ngày hôm nay thì cũng một cây doji gần như là tất cả các cái mã cổ phiếu uh, trên các cái sàn thì phiên ngày hôm nay đa phần là một cây nến rút chân bởi vì lực kéo ở cuối phiên nó tương đối là tốt và tương đối là mạnh À, nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá à, cái xu hướng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 14. 14 Điểm sâu hơn thì có thể ở khoảng quanh vùng 3.5. À DG thì như có phân tích với các anh chị rồi, à, trong cái quan điểm kỹ thuật là DG không thủng vùng 20 thì DG sẽ công à, sẽ công cản. À, sẽ công cản vùng 22 đến khoảng vùng 23 tuần này thì nó tiếp tục công cản 22 nhưng mà với tín hiệu hiện tại thì nó cũng chưa thành cũng là xuất hiện một cây doji uh, à, luôn tất cả các mã cổ phiếu của ngành bất động sản thì đều có một cây doji như này hết <laughs> tuần tới sẽ kiểm tra lại vùng 20 và điểm sâu hơn sẽ là ở quanh vùng 19 và HDG thì xu hướng hiện tại đang khá là tốt Trong tuần thì HDG đã test cản 35.8 Và cây nền kết tuần thì khá là đẹp Nó lấp lại được hết tất cả những cái điểm đó, Những cái điểm mù trước đó Và đóng cửa cao nhất ở vùng 37.5 Như vậy thì xu hướng có thể ngắm lên vùng 38 cộng 38.5 Đến vùng 39 đến khoảng vùng 40 Như vậy nhịp này thì HDG đang khá là ok à, HDC cũng khá là đẹp Trong tuần thì HDC test lại vùng 36 Cây nến thứ nhất thì thất bại nhưng cây nến thứ hai thì nó đã lấp lại được cái vùng 36 và sau đó liên tục những cây nến liền sau đó thì nó chỉ test ở trên 36 cộng thôi. Xu hướng thì đang tương đối là ổn như vậy là khả năng sẽ kéo lại lại khoảng quanh vùng 38. 38 sau đó nó test chỉnh cung còn vùng hỗ trợ kỹ thuật thì đấy ở khoảng vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. Ờ, cổ phiếu Nam Long nhìn chung thì nó đang đi sideways biên hỗ trợ kỹ thuật của Nam Long ở đây là 31 31.3 và cái biên kháng cự ngắn của nó ở đây là quanh vùng 33 cái đến ngày hôm nay thì rút chân khá là đẹp nhưng khả năng thì nó sẽ tiếp tục quay lại ở vùng 31 8 đến khoảng vùng 32 hai. Ờ, nó sẽ test lại cái mút nến này và từ đó thì nó lại tiếp tục tích lũy và khả năng nó sẽ có một cái nhịp sideways và đi ngang ở trong một cái giai đoạn nhất định trước khi mà nó có những cái tín hiệu tiếp theo À, cổ phiếu nhà từ liêm hiện tại như vậy là nhà từ liêm đã đạt mắc target 24 và ở đây thì chúng thấy đang có một nhịp hai nhịp và ba nhịp kéo xả tức là nó về hỗ trợ và nó kéo lên tiệm cận vùng 24 và sau đó lại tiếp tục xả và à, cái tín hiệu đường MACD cd thì nó bắt đầu có cái gì đã bắt đầu có sự suy yếu và đây là yếu tố kỹ thuật mà chúng ta lưu tâm à, đồng thời cái tín hiệu đường ma cd suy yếu tại vùng đỉnh đó bởi vì là cổ phiếu này đạt kéo từ vùng 16 17 lên vùng 24 đó, nó kéo vùng 17 lên vùng 24 đó là nhịp này còn nếu mà xét ở nhịp trước này thì nó sẽ phải từ vùng 14 cơ đó còn nếu mà xét ở nhịp này thì khoảng quanh vùng 16 lên đến khoảng vùng 24 như vậy cũng tăng 8.000 trên một cổ phiếu tức là chạy được khoảng tầm độ 50 phần ờ, trăm hiện tại thì cái xu hướng tuần thì cũng đã có phân tích rồi khả năng là nó sẽ test lại vùng 22 Ờ tuần tới thì khoảng 21.8 đến khoảng vùng 22 thì chúng ta sẽ chú ý thêm trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng vùng 21.8 thì các anh chị đang cầm hàng chúng ta sẽ kiên quyết bán À, KDH thì xu hướng đang khá là tốt ở đây thì à, các anh chị lưu ý này thứ nhất đồng thời thứ nhất là nó đã đạt được hoàn thành được cái vùng target 30.5 đến vùng 31 và trong cái phân tích kỹ thuật thường của nó rồi lên đến cái vùng cản này thì canh mà bán đó à, về đến vùng hỗ trợ thì như vậy là ngắn hạn thì nó đang tạo được một cái phân kỳ tăng ngắn như vậy tuần tới và thậm chí là tuần này phiên ngày thứ hai thì nó cũng suy soát chạm ở cái mút cái diện mút hỗ trợ trong cả trong cái gọi là cái gì cái 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 cái, tham chiếu của ấy, của của tuần trước sau đó tuần này thì nó cũng test lại ở khoảng quanh vùng 298 và khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ kéo lại, nó cũng sẽ test lại quanh điểm 298 297 đây. Nó chạm kênh xu hướng và sau đó thì nó cũng có thể hoàn toàn có thể kéo lại vùng 31 30, năm đến khoảng vùng 31 ở đây và sau một cái giai đoạn nó đi quay như vậy thì chúng ta sẽ phân tích thêm về mặt xu hướng. Còn trên chart kỹ thuật tuần thì như vậy là nhìn thấy là cái tín hiệu kỹ thuật tuần của KDH vẫn đang khá là ok các anh chị nha và khả năng đó khả năng thì đây một cái một cái 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 xu hướng trong ngắn hạn thì nó đang tạo thành một cái xu hướng tăng và chính vì một cái xu hướng tăng nên là sẽ tiếp tục uh, kỳ vọng là KDH sẽ tiếp tục kéo con đạt phương cũng như vậy các anh chị nhé đạt phương cũng như vậy đó đạt phương cũng như vậy đạt phương đang cái cái xu hướng tuần nó cũng đang khá là tốt và chính vậy nên là các anh chị em kháng cự chúng ta bán bớt đi và hỗ trợ cái tuần thì chúng ta canh để chúng ta mua vào ví dụ trong tuần vừa qua thì đạt phương tiếp tục công vùng kháng cự 35 đến vùng 36 đây là vùng kháng cự kỹ thuật vùng đã có phân tích đây cây nến này chạm được 35.5 và nó tụt lại và đồng thời thì nó cũng có hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 33 với xu hướng hiện tại thì tuần tới nó sẽ tiếp tục test lại 33 ba. Ờ, trong trường hợp nếu như vùng 33 mà bị thủng thì chúng ta phải tính toán thêm ở cái điểm này điểm 32 cũng đẹp kể cả nó test về vùng 32 thì cái xu hướng tổng quan của Đạt Phương nó vẫn đang rất là ok và chúng ta có thể cầm nắm thêm ADQC à, đây vùng cả năm vẫn chưa có gì thay đổi và vùng biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 4.35 4.5 khả năng tuần tới thì nó sẽ có xu hướng test lại đây bởi vì cái tín hiệu đường mát thì nó vẫn đang đỏ à, và cái điểm sâu hơn thì có thể muốn mám xuống ở đây này tức là khoảng quanh vùng 4.2 nhé 4.2 4.2 4.1 4.1 gì đó ở à, công được lên 8.5 và lại quay lại test 8 nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật thì bây giờ tín hiệu đường mát nó đang hơi ngập ngừng đó cái giai đoạn này này ờ, giai đoạn này đến đây là tín hiệu đường mát đi ngang nên là nó không rõ xu hướng nó có thể đan xem là tăng giảm tăng giảm tăng giảm đó và thậm chí nếu như đường mà ACD mà chỉnh đỏ thì nó xu hướng chủ đạo của cổ phiếu nó sẽ là gì nó sẽ giảm thì ở đây um, khả năng là 8 sau 7.75 đến vùng 8 thôi cũng không có gì cả LDG giống như kiểu thay máu ấy nhỉ Khởi tố mà ông đánh khiếp thật à, Lực cầu của LDG đang duy trì tương đối tốt Ở à, à, khoảng 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên Lực cầu tốt đó các anh chị nhé Khởi tố cái gì mà lực cầu nó đánh cái này Kiểu cảm giác như nó thay máu ấy Thay máu công ty Thì ở đây là hiện tại là chạm chạm vùng cản 5.5 Khả năng tuần tới nếu như nó có tích Thì nó sẽ tích lại ở vùng 48 đến à, 48 đến vùng 5 trên chạc kỹ thuật tuần trên chạc kỹ thuật tuần thì nhìn cũng đang manh muốn đấy không biết là có thể sau một cái giai đoạn tích lũy như này rồi cái cái lực cầu nó đẩy đi và thậm chí là nó bay được cái cản 6 ở đây này thì như vậy là rất có thể là nó đây bây giờ sẽ hướng đến cái vùng cản 6 cản 6.5 bay được cản 6.5 thì như vậy là khả năng là bay tiếp đấy khá là đẹp ờ uh, drh tất nhiên là cổ phiếu đầu cơ các anh chị nhé, đầu cơ thì cái tính cơ bản đấy nó đang khởi tố nhưng mà nó vẫn cứ đánh tăng đấy đầu cơ là như vậy thì uh, drh là một mã cổ phiếu hay rất hay theo quan điểm cũng rất hay không biết các anh chị có thấy hay không nhưng mà cũng thấy rất là hay bởi vì con này cũng ra vào được khá khá nhiều nhịp nhịp vừa rồi nó bị rơi mất tuy nhiên là rơi mất thì không sao cứ bình tĩnh rồi sẽ đến ngày của mình thôi bởi vì khi nó rơi mất rồi mà cà cuống mà mình lại đua đua vào những cái vùng ở trên này là mình chết ngay Nên là mình sẽ phải uh, bình tĩnh từ từ Nói chung khả năng lồng sẽ kỳ vọng ở vùng 6 uh, Ngắm ngắm ở vùng 6 này cái đó để xem là nếu mà vùng 6 này mà ổn ổn thì uh, ta nháp một ít Còn trong trường hợp nháp ở vùng 6 mà nó đứt uh, Hoàn toàn có thể đứt, đấy là câu chuyện rất bình thường thì chúng ta sẽ phải chờ phục thù lại ở vùng uh, Mua thêm, mua thêm ở vùng 5 đến khoảng vùng 5.3 về đến vùng 5 đến trăm mà đứt à, thì chúng ta lại phải từ từ à, bình tĩnh lại để mà à, gom thêm ở vùng tiêu dưới này như vậy đấy nên là chúng ta không vội vàng được đâu anh chị bởi vì bây giờ có biết là mình không tạo lập được cổ phiếu nên là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ à, về đến những cái vùng hỗ trợ thì ok chúng ta thu gom và thu gom theo những cái à, cách mà chúng ta quản trị được cái rủi ro tài khoản của chúng ta không phải là ví dụ là chúng ta À, có 100 triệu là về đến đấy thì chúng ta hút phát hết trăm triệu đâu nhưng về đến ví dụ về đến vùng 6 là tao mua khoảng tầm 20 chục triệu đúng không à, vui vui có lãi thì có thể chốt bớt nhưng mà nếu mà nó tụt phát về vùng 5.3 5.5 à, thì như vậy chúng ta bơm thêm khoảng tầm 30 triệu nữa là chúng ta có 50 triệu à, sau 50 triệu đấy thì chúng ta chờ thêm À, trong trường hợp nếu mà vùng đấy mà nó ấy thì thì về đến cái vùng dưới này thì chúng ta còn có vốn mà mua cho bây giờ là bục phát ở vùng 6 hết trăm triệu xong nó nhúi phát về vùng 4.5 là chết rồi về cắt lỗ ở dưới này cắt lỗ xong thì nó lại kéo đấy cái giai đoạn nó là như thế tức là nhà đầu tư thường hay bị như thế về đoạn này là cắt lỗ xong nó lại vào 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 vòng sóng mới nên là uh, phải rất bình tĩnh từ từ đó, trong quá trình mà chúng ta thu gom cổ phiếu còn DRH nhìn trên chặt tuần là hay ra trên chặt tuần là hay đấy trên chặt tuần thì không biết là nhịp này ông khôn lớn trưởng thành được hay không nhưng mà nhìn về mặt ý đồ là hay và hoàn toàn có thể DRH có thể hoàn toàn nhịp này có thể đánh về chạm 10 Tất nhiên là trên cái con đường đánh chạm 10 đó thì ông phải chỉnh cung đã và chúng ta đang đang dò tìm đấy các anh chị. Đấy là đang dò tìm lại những cái vùng uh, chỉnh cung kỹ thuật. Rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích sang nhóm ngành thép. Thép hiện tại đang rất là hay các anh chị uh, chúng ta lưu ý. Thì uh, như cũng có phân tích này đối với Hòa Phát thì các anh chị nắm được cái ý đồ tức là sau một cái sóng tăng thì nó tiếp tục đi sideways ở trong một giai đoạn rất là dài và nó không thủng vùng 19.8 đến vùng 20 đồng thời á, là cái cản trên của nó ở đây là vùng 22 đến vùng 22.5 thì nó đánh rất là dài và có một cái điểm đáng lưu ý ở trong thời điểm hiện tại đó là trong tuần vừa qua thì cái tín hiệu uh, lực cầu của Hòa Phát đang rất đột biến đấy là cái điểm mẫu chốt ở trong cái giai đoạn này như vậy trong một cái giai đoạn mà lực cầu đột biến và nó đánh vượt thoát lên vượt thoát lên là đẹp Hòa Phát kéo từ vùng 21 lên đến vùng 22.5 hai cây nên test cực đẹp luôn hai cái nến test từ đẹp nên khả năng tuần tới nếu có test thì nó chỉ test về khoảng sâu sâu khoảng quanh 22.3 chấm 5 thôi và sau đó mục tiêu tiếp theo thì Hòa Phát sẽ ngắm lên cản kỹ thuật 24 tức là chính thức ở tuần này thì ông Lê bắt đầu bắt đầu nâng nâng target của nhóm thép sau một cái giai đoạn không nâng thì tuần này bắt đầu nâng bởi vì ông nhận thấy rằng là đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối lạc quan đối với nhóm ngành này, này đường mát thì bắt đầu xanh gì đi lên đấy là một cái tín hiệu mà diện nó có thể kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục tăng 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 trưởng đó uh, nkg cũng khá là ok <laughs> tuần này thì nam kim cũng hoàn thành cái bạc phần thi ở 17 trên 17 và đây là cái vùng kháng cự uh, và nó cũng đang có gì nó đang có những cái điểm test kỹ thuật và những điểm test này cũng tương đối là đẹp đường mà acd thì xanh gì xanh xanh mươn mướt đó các anh chị nhìn thấy từ từ đây tức là từ vùng 14.3 vùng 14.5 chính là một cái nhịp mà mình đã có, phân tích cái các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần đi Đó, bắt đầu từ đây thì tín hiệu đường mac bắt đầu nó phục hồi phục hồi rồi đấy và thậm chí là có thêm những cái điểm mua ở quanh vùng 14 6 15 à, hiện tại thì lên 17 rồi và nó đang có những cái điểm test lại quanh 16 à, xu hướng nó sẽ test cung chỉnh nền lại quanh 16 và mục tiêu thì nâng target lên vùng 18 hoa sen cũng uh, cũng nâng target ở tuần này Hoa Sen cũng nâng target ở tuần này. Tuần này thì Hoa Sen cũng đây, nó cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở xích sát quanh vùng 17 và đây đang là những cái nến chỉnh cung. thì vì vùng 17 là vùng kháng cự nên nó sẽ chỉnh cung thôi. và tuần tới thì nó sẽ ở biên 16, 16.2 đó là biên mà các anh chị có thể canh để thu gom thêm. lực cầu đang khá là tốt và nhịp này thì cũng đang hướng lại target kỹ thuật của Hoa Sen lên khoảng quanh vùng 18. VGS cũng rất là đẹp tuần này thì nó cũng đã đạt mắc target 18 trên 18 với những cái đồ phân tích của Hùng khá là sát Hiện tại thì nó có một cây đỏ một cây xanh như vậy thì cây xanh này nó lấp hết toàn bộ cây đỏ rồi Và như vậy thì tuần tới có chỉnh thì nó sẽ chỉnh khả năng nó sẽ chỉnh lại quanh vùng 17.5 Mục tiêu tiếp theo thì sẽ nâng target kỹ thuật lên khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 TVN, TVN tuần này cũng đã hoàn thành 7 trên 7 tức là cái ta kỹ thuật mà từ cái vùng 5.5 5.6 dưới này cũng đã bảo bảo các anh chị mua thì nó là ta kỹ thuật rồi chúng ta ngắm lên khoảng vùng 6.3 6.5 sau đó chỉnh cung đấy tuần này thì nó đây các anh chị nhìn này đó thì tuần này thì nó cũng đã có thêm một cái điểm test công nghệ thuật rất đẹp ở vùng 6 6.15 để trước khi mà kéo về ta 7 đó, về ta ghép 7 thì nó lại chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung này thì khá đẹp đấy tuần tới đó, tuần tới thì khả năng là nó sẽ có thể có thêm vùng 6.3 6.4 và mục tiêu thì vẫn đè vùng 6.7 để hướng à, đè vùng 7 để sau đó thì chúng ta sẽ hướng lên cái cản kỹ thuật tiếp theo ở quanh vùng 8 à, TLH tuần này cũng rất đẹp TLH đã công cản 9 cộng tuy nhiên điểm công chưa thành nhưng à, nó vẫn có được một cái biên tích lũy ở đây đó chính là biên 8.7 đến vùng 9 chính là biên kháng cự à, sau khi bếch kháng cự thì nó lại quay trở lại test ở đây và những cây nên test này theo quan điểm của thuật cùng là khá là đẹp lực cầu đang khá là ok quanh khoảng tầm 1 triệu 2 đến tầm 1 triệu 6 cổ phiếu trên một phiên đó, tuần tới thì sẽ có test thì test lại 87 sâu hơn thì khoảng quanh vùng 8.5 mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm ở vùng 9.5 đến vùng 10 trong nhịp này nói chung là 9.8 đến 9.10 à, về được mệnh rồi sau khi về được mệnh rồi thì khả năng nó sẽ rũ một nhịp ở đây bên này à, nhịp rũ đấy xong thì như vậy là chúng ta xem chặt cái thuật tuần này đó ta nhìn đi đó thì các anh chị cứ nhìn thôi bởi vì đây thì đây là một cái quan điểm sơ sơ của Hùng như vậy thôi nhịp này cũng như vậy nó kéo về khoảng quanh vùng 10 đúng không và nó rũ này rồi sau đó thì nó đi lên khoảng vùng 18 và nó rũ này và đi lên đến khoảng quanh vùng 22 đó thì nhịp này khả năng là nó trên cái con đường mà để đi lên 18 không phải một phát nó đi như vậy đâu nó nó sẽ kéo lên 10 này rồi sau đó thì nó sẽ rũ nhẹ nhàng ở đây này khoảng về quanh vùng 9 này đó và ý đồ tạo lập thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 15 16 này và nó sẽ rũ cũng phải xuống tầm 12 đó rồi sau đó nó mới kéo tiếp một nhịp sóng nữa tức là cái con đường đi mà chúng ta dự kiến ở trong tương lai nó tương đối là dài và trên cái đường dài đó thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ để chúng ta phân tích các cái uh, tín hiệu kỹ thuật đó và trên cái tín hiệu kỹ thuật uh, đến đâu thì chúng ta sẽ dò tìm về nó uh, nhìn chung nhóm thép đẹp các anh chị nhá chúng ta uh, chuẩn bị tinh thần tiền bạc để mà thu gom thêm Nhóm ngành vật liệu đầu tư công gồm mã cổ phiếu B Trong tuần thì nhìn chung B đã đi sideways Ở biên hỗ trợ kỹ thuật 26-26.3 Và tiệm cận ở vùng 28 là vùng kháng cự à, Nhìn chung khả năng tuần tới thì cái xu hướng này tiếp diễn Xu hướng này tiếp diễn à, PLC cũng như vậy PLC thì trong tuần nó tiếp tục công lại vùng kháng cự 38-39 Và tuần này thì nó bắt đầu bị rơi khỏi vùng 36 Khi bị rơi khỏi vùng 36 thì xu hướng Bởi vì đây cái tín hiệu đường MACD và lực chốt của cổ phiếu bắt đầu có cái diện có cái tín hiệu gia tăng tức là nếu như tuần tới mà lực cầu uh, khối lượng cổ phiếu mà tăng đồng thời tín hiệu đường MACD mà cắm đầu xuống thì đấy là một tín hiệu xấu của cổ phiếu vùng 35 và điểm sâu hơn ở trong nhịp chỉnh này thì có thể phải tính toán ở khoảng vùng 32 6 đến khoảng quanh vùng 33 đấy là dự báo sớm uh, bcc <laughs> BCC trong tuần tiếp tục công cản 13.5 không thành và hai cái nến này là hai cái nến chốt tương đối là mạnh, nó hoàn toàn với uh, tương tự với các cái mã cổ phiếu cùng ngành. Uh, nhìn chung thì khả năng tuần tới BCC sẽ hướng lại vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 12.2 đến khoảng vùng 12.5. Tích lũy ở vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Uh, nhóm ngành đầu tư công gồm mã cổ phiếu VCG, VCG như vậy trong tuần cũng đã tiếp tục công cái vùng cản mục tiêu 22.5 đến khoảng vùng 23. Tức là đã qua được vùng 2.5 rồi nhưng 23 thì chưa đến nơi. Cái đến ngày hôm qua là cái đến khá là xấu khi mà có một cái lực gãy rất dài quanh uh, qua vùng 22 cộng. Phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục uh, test sâu về vùng 20.8 đến 21 rút chân lên. Những điểm rút chân này thì quan điểm hùng là uh, nhìn chung là sẽ quay trở lại. Tức là nó sẽ quay lại test ở vùng 28 đến vùng 21 tích lũy thành công thì khi đó chúng ta phải đánh giá tiếp. Uh, cổ phiếu FCN, FCN trong tuần cũng đánh khá là tốt lên được vùng 16.2 đó tức là nó cũng tiệm cận về đến cái gì ạ à, về đến cái vùng cản kỹ thuật mà theo như vùng dự kiến ở đây quanh vùng 16 16 2 16 năm một cái đổ cái đến ngày hôm nay thì có rút chân lên cũng khá là tốt tức là 14.7 đến vùng 15 sẽ trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở trong tuần tới và khả năng sẽ có thêm những cái nhịp mà kéo à, tức là kéo qua kéo lại ở khoảng quanh vùng 16 5 đó kéo qua kéo lại vùng này rồi sau đó thì nó mới có những cái nhịp đạp có thể là có những cái nhịp đạp chính thức bởi vì Ờ, trên quan điểm kỹ thuật thì cái cản 16.5 là một cản tương đối là mạnh Để mà đi tiếp được thì khả năng là FCN sẽ có cái sự rung lắc và nó tích lũy trở lại đó Còn tích lũy đến vùng nào thì thông thường thì khả năng là nó sẽ chạm lại ở khoảng quanh vùng 14 13 đến khoảng vùng 14 Tất nhiên là đến cái đoạn đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm Nhưng ít nhất là chúng ta dự phóng được cái vùng cản kỹ thuật ở đây Để các anh chị em nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta canh để chúng ta chốt bớt ở vùng đó ờ, cổ phiếu C4G tuần này thì tiếp tục công cả 14 nhưng công không thành ờ, như vậy là phiên ngày hôm nay nó tiếp tục test lại 13 nhưng ở đây thì bắt đầu nhận diện thấy là cái tín hiệu đường MACD nó bắt đầu hơi xấu rồi này đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta lưu tâm như vậy tuần tới sẽ tiếp tục test 13 và khả năng nó sẽ về lại khoảng vùng 12 năm đến khoảng vùng 2.6 Uh, LCG phiên ngày hôm nay hình như bị vỡ cản, à vỡ hỗ trợ tức là 13. Đồng thời thì trong tuần thì nó tiếp tục công cản 14 nhưng công không thành. Hai cái đến này cũng khá là xấu và đường mát thì cũng đang bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu không thực sự là tích cực. Như vậy thì tuần tới thì khả năng là nó sẽ tiếp tục kiểm định lại ở vùng 12.5, thủng vùng 2 5 thì phải tính toán thêm ở khoảng quanh vùng 12. Uh, G36 cũng hoàn toàn tương tự, tức là nhóm ngành đầu tư công, vật liệu đầu tư công thì hiện tại đang có những cái tín hiệu suy yếu nhất định nào đó thì các anh chị lưu ý. Uh, sau khi G36 đạt được mắc ở 9.5 thì nó bắt đầu chỉnh cung tuần này nó chỉnh này thì nó chạm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng phân tích ở đây 83 8.5 có hồi lên nhưng lực hồi này cũng không đủ lớn như vậy nếu như sang tuần thì nó có hồi thì nó cũng sẽ hồi lại ở khoảng quanh được khoảng quanh vùng 93 9 92 93 ở đây thì như vậy là chúng ta canh chốt bớt bởi vì cái tín hiệu đường mắc nó, nó 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 xấu hơn thì như vậy là chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta chốt lại uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì vẫn đang khá là ok 83 85 Rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm ngành dầu khí Nhóm ngành dầu khí thì các anh chị lưu tâm dùng 4 mã cổ phiếu thôi PLX à, Đối với PLX trong tuần thì PLX cũng đã quay trở lại cái vùng cản kỹ thuật 39 đến khoảng vùng 40 Và về đến vùng cản này thì nó cũng bắt đầu bị chốt trở lại Khả năng lưu chốt này thì sang tuần tới à, nó sẽ tiệm cận Đây các anh chị đây là cái kênh xu hướng thì Đâu đó em xem nào Đâu đó thì Loanh quanh thì đâu đó thì ở đây này Chắc là khoảng quanh vùng đấy thôi 37.5 gì đó Nói chung là có chỉnh thì cũng chỉnh về khoảng quanh vùng 37.5 Rồi đánh giá thêm Còn ở giai đoạn hiện tại thì gần như PLX thì cũng không có khuyến nghị mua bán cái gì nữa ở PVS thì chỉ khuyến nghị cầm nắm mà trong trường hợp nếu như PVS không bị thủng ở vùng 29.7 đến vùng 30 thì chúng ta sẽ chờ những cái target ở vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 đó thì các anh chị tuần này là đã có target ở vùng 32 và đây là những cây nến điện, bắt đầu suy yếu và tín hiệu đường mát này. Các anh chị lưu ý là từ cái thời điểm mà PPS có giá khoảng vùng 25 cho đến thời điểm hiện tại là giá 32 thì tín hiệu đường MACD là xanh. Nhưng bắt đầu từ cái điểm 32 thì tín hiệu đường MACD bắt đầu diện, Bắt đầu suy yếu thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta lưu tâm và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt. À, rồi PVD cũng như vậy thôi PVD cũng chỉ ưu tiên canh chỗ thôi thì PVD dự kiến là có thể lên được vùng 25.5 đến vùng 26 trong tuần thì nó lên được đến vùng 25.25 .25 thôi và nó cũng bắt đầu có đấy tín hiệu đường MACD tại cái maximum ở khoảng quanh vùng 25 là tín hiệu này bắt đầu diện bắt đầu có cái đà suy yếu đi xuống và chính vậy nên là các anh chị lưu ý à, nhìn tín hiệu này thì chắc chắn rồi sang tuần thì không có gì bàn cãi cả vùng 22 27 vùng 23 khả năng sẽ tiếp tục quay test ở lại đây À, trong trường hợp test thành công thì nó sẽ đi Sideway à, Còn trong trường hợp mà test không thành công thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ phải về cái vùng hỗ trợ uh, Sâu hơn nhưng khả năng trong ngắn hạn thì cũng đang dự phóng một cái uh, Xu hướng đó là chạm hỗ trợ này thì nó sẽ bật lên quanh vùng 24 và nó chỉnh cung và nó đi sideways như vậy Chờ xu hướng <laughs> à, Tiếp theo sẽ là BSR <laughs> <laughs> thì BSR trong tuần là BSR có công cản 17.4 và mắc lên được đến vùng 18 à, uh, và tuy nhiên cái tín hiệu BSR thì chưa đến mức xấu và BSR thì khả năng là tuần tới nó vẫn sẽ lình khình ở khoảng quanh vùng 16 8 đến vùng 17 thôi và khỏe hơn thì đẩy lên được quanh 17 4 đến khoảng vùng 7.5 Ở <laughs> uh, cổ phiếu oi OI thì trong tuần OI cũng đang khá là đẹp Công được gần suy soát về được đến cái target mục tiêu Ở quanh vùng 11 và lên được vùng 10.8 Hai lần chạm 10.8 thì bây giờ đóng cửa 10.4 Nhìn xu hướng kỹ thuật của OI thì khả năng OI tuần tới sẽ tiếp tục Quay trở lại test cung ở quanh 10.2 10.2 10, .2, 10, 10 .2 và điểm sâu hơn thì khả năng là 9.8 Đây là cái vùng test cung kỹ thuật của OI Nói chung là gì Về về mặt phương pháp các anh chị Thì nó về đến gần cái vùng kháng cự Hoặc là kháng cự thì các anh chị có thể canh chúng ta chốt bớt bởi vì cũng không ai biết được tuyệt đối là cổ phiếu nó sẽ đi được đến đâu đâu Nên là ông chỉ dự ở một cái vùng nào đó và chúng ta cảm thấy là bằng lòng à, Chúng ta cảm thấy bằng lòng là về đến đó là chúng ta có thể à, bán ra cổ phiếu thì chúng ta bán thôi Chứ còn để mà nói chính xác được là à cổ phiếu về đến đâu là đỉnh đâu là đáy Thì gần như không ai có thể phân tích được à, đúng 100% đâu Rồi à, bây giờ nhóm banh Nhóm banh thì... À, nhanh ngắn gọn ngắn gọn thôi sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu banh mà hiện tại thì cũng đang cảm thấy là ok thì đối với Techcombank banh Tech uh, ở nhịp này đang khá là ổn các anh chị sau khi mà nó kéo nhịp ở đây này thì uh, hiện tại ở đây cái cái, cái nhúm nhúm này này là ổn và sau khi mà nó bứt được cản 32 thì nó lừng khừng ở cả tuần luôn cả tuần nó lừng khừng ở 32 và uh, đóng cửa tuần ở 32.4 như vậy là khá là tốt Nhìn chung thì tuần tới thì khả năng có thể có ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31. Ở đây thì các cái tài khoản mà đang cầm thì chúng ta có thể canh gom thêm mục này thì nhịp này thì khả năng là Techcom sẽ đánh lên khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35, nhưng mà khả năng nhịp tới thì nó sẽ hướng cái vùng giá mục tiêu lên khoảng quanh vùng 35. lăm à, MBB cũng khá là tốt à, theo như phân tích kỹ thuật. nó thì MBB là sau một cái giai đoạn nó bứt được cái tuần trước nó bứt được cả 19. Ấy thì nó gì? bắt đầu nó có cái sự à, tích lũy trở lại và Đây, đây đang đang là những cái phiên mà nó tích lũy trở lại và nó tích lũy cực đẹp ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20. Chúng ta xem nào. Như vậy là MBB thì uh, cái điểm dò uh, tìm cái điểm mua mới thì nó hơi khó, chỉ có những cái tài khoản mà ví dụ chúng ta đang cầm À, thì chúng ta có thể lựa lựa ở khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 196 196 đó cái lựa lựa ở quanh cái điểm này và đang cái xu hướng của MBB ở trong nhịp này thì MBB sẽ hướng lên được khoảng quanh cái vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 23 tức là về mặt xu hướng của MBB là như vậy cổ phiếu TPBank cũng được khuyến nghị đầu tư cho hết năm 2023 và đến thời điểm hiện tại thì nó chia tách hai lần và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục chia tách nhìn chung thì uh, sau cái đây cái chạc kỹ thuật mà trước chia tách nó ở khoảng 22 24.5 ở trên này thì bây giờ đâu đó nó về khoảng quanh 19 nó kháng cự ở uh, tuần tới thì khả năng nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 18.3 18 vui vui thì mua thêm thôi chứ còn đến thời điểm hiện tại thì TP cũng đã có phân tích từ những cái điểm rất sớm nếu mà tính giá trị trước trước chia thì nó khoảng quanh vùng 13 13.5 đó ở cái cái thời điểm này là đã bắt đầu có những cái sự tiếp cận đối với mã cổ phiếu tb rồi nó tương đối là dài rồi cổ phiếu shb cũng là một cái mã cổ phiếu của ngành banh ở thời điểm hiện tại mà gọi là sinh sau đẻ muộn á sinh sau đẻ muộn thôi chứ còn đối với những banh trước thì chúng ta đã có những cái target gọi là tí tã rồi đúng không ạ như stb liên việt post banh thì chúng ta không nói nữa đối với shb tuần này thì shb cũng đã chính thức hoàn thành cái cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 15 12.5 và hiện tại thì nó cũng đang có cái sự test nhẹ à, nó test chung với cả thị trường thôi và khả năng đây nó có những cái gáp nên nó sẽ lấp lại gáp và cái vùng uh, cái vùng lấp lại gáp hợp lý của SHB ở uh, quanh khoảng vùng 11.7 đến khoảng vùng 11.8 nếu như các anh chị mà đang cầm thì chúng ta sẽ kè ở vùng này để chúng ta thu gom thêm cổ phiếu VIP cũng là một mã cổ phiếu rất là hay ở trong cái nhóm ngành banh và cũng được phân tích uh, khuyến nghị định hướng cho năm 2023 Uh, thì uh, cái vùng mà các anh chị có thể lật lại bản tin đó là vùng 20, 20.3 đến khoảng vùng 20.5 Đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cũng đã báo với các anh chị uh, chúng ta thu gom thêm ở uh, Những vùng kháng cự 21.8 đến vùng 22 thì chúng ta có thể bán bớt đi uh, Sau một cái tuần đẩy tăng thì VIP gần như nó cũng giao dịch uh, cực kỳ tốt ở trên cái uh, mốc hỗ trợ kỹ thuật ở đây uh, Mốc phân tích ở đây là vùng 22.5 và đóng cửa tuần ở vùng 23.4 như vậy với cái tín hiệu tích lũy như thế này thì chúng ta tiếp tục ngắm cái cản kỹ thuật của nó lên khoảng vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 là hợp lý và về đến cái cản này thì nếu như chúng ta mua mua thêm đó mua thêm thì đặt ở khoảng quanh vùng 23.2.5 đến khoảng vùng 23 và lên đến cái cản này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt và tùy vào cái cái xu hướng chỉnh cung chỉnh nền thì chúng ta sẽ phân tích tiếp các cái điểm thu gom Ok và nhóm ngành cuối cùng thì cũng sẽ đi phân tích uh, cho các anh chị nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại vẫn đang là những cái xương sống gọi là xương sống về trụ cột để đỡ cho thị trường chung, đỡ cho thị trường chung anh chị. À uh, VCI trong tuần thì cũng không có nhiều cái đột biến, nhìn chung là vùng 33.5 đến vùng 34, cũng đã phân tích ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật chạm hỗ trợ thì nó lại bật lên và vùng kháng cự 35 đến khoảng vùng 36 là vùng kháng cự thì lên đến cái vùng đây này 35 mấy này, 35 353. 353 lại 36 chạm vùng kháng cự thì nó lại bật nó lại bị điêu xuống. Cả năm tuần tới thì cái xu hướng này sẽ tiếp diễn, tức là ở vùng kháng cự và vùng hỗ trợ. SSI trong tuần thì cũng đã có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật À, về lại cái nền ở đây là vùng 23.5 Đến vùng 24 Tương đối là tốt Nó về đến được khoảng vùng 23.8 Hai cây nến xanh Tăng lên Và đỏ Một cây nến đỏ Thì cuối cùng còn lại vẫn là một cây nến xanh Trên trạc kỹ thuật tuần Thì như vậy là SSI tiếp tục tiến thêm Một nấc mới Lên vùng 25 cộng trên cái quan điểm mục tiêu là nhịp này thì SSI sẽ có thể kéo lên khoảng quanh vùng 26 26.2 à, nhìn về xu hướng kỹ thuật của SSI thì đang uh, ok tín hiệu đường mát xanh rười rượi và trên trạc kỹ thuật tuần của SSI thì chúng như đã có phân tích với các anh chị rồi đó là gì hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán nó đã đi vào trend kỹ thuật tuần và chính vì khi nó đi vào trang kỹ thuật tuần thì nó sẽ đi rất là dài và gần như thì ở đây thì các anh chị nhìn thấy đây nó chỉ còn nó cũng chỉ còn lại cái cản 26 mấy ấy, cản 26 à đó 26 nó chỉ còn cái cản 26 262 nữa thôi và khi bung được cái cản này thì thông thường cái cách đi của tạo lập á, thì người ta sẽ có những cái kiểu kéo như này đó nó đi lên rồi sau đó nó sẽ test lại và test lại thành công á, tại cái vùng cản nhất định nào đó và sau đó mở một cái chen ở bên này thì đấy sẽ là những cái chen rất là đẹp Để ông thử nhìn lại trong quá khứ xem nào trong quá khứ này đây này Ví dụ đây là vùng cản này Các anh chị nhìn cái điểm này nhé Đó Thì đây là vùng cản kỹ thuật này Đây vùng cản kỹ thuật đây các anh chị Thì tạo lập họ sẽ gì ạ Họ sẽ, họ sẽ kéo bun lên khỏi cản Rồi các anh chị Sau đó thì test lại cản và sau khi test lại cản thành công thì nó họ sẽ mở một cái trend ở bên này đó mô típ nó là như vậy các anh chị và các anh chị cứ chờ khả năng là cái thằng thằng này thì nó đánh chả khác gì kịch bản đấy đâu. Đây. Đó, nó đánh bứt qua cản, bứt qua cản, test lại cản rũ, rũ sạch luôn. Sideway một thời gian và sau đó thì mở một trend rất dài. Thì đây cũng là một cái yếu tố tạo lập. Đó không chỉ nói những phân tích sâu như vậy là cực sâu đấy. Đó, mách cho các anh chị cách để mà chúng ta nhìn xu hướng. SSD đẹp, SSD đang ok, HCM cũng như vậy thôi thì HCM ở đây thì nó cũng uh, chưa được đẹp như SSD Nhưng mà HCM cũng như vậy Nó đi rất giống với con H, uh, HPG đúng không anh chị Sau một cái giai đoạn nó tăng lên thì nó đi sideways Và chúng có phân tích những ý, ý ở trước này rồi Các anh chị xem uh, những cái phân tích tuần trước Và hiện tại tuần này thì nó cũng đã bắt đầu Có những cái xu hướng tiệm cận cản 28 uh, Tất nhiên nó công không thành Như vậy thì nó sẽ test cung lại ở khoảng quanh vùng 259 Đến khoảng vùng 26 Tuần tới thì đánh giá thêm ở cái 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 cản này đó và mục tiêu thì nó vẫn công cản 28 thôi còn trên trạc kỹ thuật tuần của hcm thì vẫn đang khá là ok nói chung là vẫn là diện vẫn là cái cái xu hướng ở cái xu hướng chủ đạo thì nó vẫn đang là xu hướng tăng điểm thế còn lại theo thời gian thì chúng ta sẽ phân tích những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật nó nó kỹ hơn kỹ hơn một tí <laughs> VND đánh cũng tương bừng, như vậy VND trong tuần thì VND đã chính thức hoàn thành được mắc Target 19.5 và nó đang có những điểm xanh đỏ, nói chung là xanh đỏ như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm hỗ trợ 17.7 đến vùng 18 hỗ trợ này là hỗ trợ thêm chốt để cho VND tiếp tục có những cái hành trình nó cao hơn và trên chặt kỹ thuật tuần thì như vậy là VND vẫn tiếp tục là một cái hành trình tăng điểm và À, nhìn về cách đi của VND thì như vậy là trong ngắn hạn thì cái cản 16.8, nếu như không nhầm thì cũng đã phân tích cái cản 16.8 đến vùng 17, ấy, nó đã phân tích gần như nó bứt qua Và sau khi nó bứt qua cái này rồi thì khả năng là trời đất của nó rồi, nó không còn cái gì ở trước nữa SHS tuần này cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu rồi đấy, hình như là không nhầm, à chưa, chưa hoàn thành Ờ uh, SHS thì chúng ta đang ngắm lên vùng 13 13.5 và tuần này thì suy soát đi được đến 13 thôi. Và đây cũng là cây nến xanh đỏ. Nhìn chung thì xu hướng hiện tại của SHS cũng không có gì phải lo lắng. Đó, tuần tới thì có nhẹ nhàng thì nó lại uh, test lại ở khoảng quanh vùng 12 12.2 gì đấy thôi. Và mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm tiếp tục ngắm 13 13.5. MBS MBS có chỉnh thì chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 16, 17 canh thu gom thêm và mục tiêu thì vẫn công cản 19 và sau đó thì vùng 20, 21 ở đây thôi. Mình nhìn chung thì tín hiệu của MBS vẫn đang khá là ok. SBS trong tuần thì không có được lực đi tốt, nó chỉ nhấp nhổm lên được khoảng quanh vùng 79 9 à. Và hiện tại thì nó đang lùi lại test cung kỹ thuật ở quanh 73 Khả năng tuần tới sẽ test 73 3 sâu hơn thì có thể phải tính toán ở vùng 69 đến khoảng vùng 7. VX thì rất tuyệt vời Nó không có gì phải ấy cả VX như vậy là sắp hoàn thành 100% Từ đáy Tức là đáy của nó là quanh vùng 6 Thậm chí là thấp hơn vùng 6 Nhưng mà chúng ta tính 6 đi Và sau khi chia tách thì nó nó đã đánh được lên Tuần này thì cũng đã hoàn thành giá mục tiêu 10.5 đến vùng 11 Và khả năng thì cái xu hướng đánh lên vùng 12 12.5 là trong tập tay của thằng VX Có thể nó sẽ test lại một hai điểm nhẹ nhàng ở đây Uh, trước khi mà nó kéo tiếp và như vậy khi mà nó kéo được 12 như vậy là VX đã tăng 100% từ 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 cái vùng phân tích nói chung là từ vùng phân tích sau khi chia tách AGR thì hiện tại lực đi uh, đang bị chậm đi và đến thời điểm này thì gần như AGR cũng đã gần như đạt được cái target 13.5 À, 13.6 13.6 và tuần này thì nó uh, cái cái nến ngày hôm qua là nó bị mất vùng 12.8 Uh, cây nến này thì nó lại đóng lại vùng 12.8 và uh, bằng một cây nến doji, chính vậy nên là tuần tới thì khả năng là chúng ta sẽ uh, quan sát thêm cái tín hiệu cung cầu ở khoảng quanh vùng 12 và trong ngắn hạn thì theo quan điểm của hùng thì uh, nó chưa sập được đâu, nó nếu nó sập thì nó cũng phải kéo ngang, kéo ngửa và nó sẽ đi sideways ở trong một biên uh, một vài tuần ở đây thì cái đó phải có có thêm những cái diện, có những thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích APS thì khả năng phải nghỉ ngơi thêm một tí ờ, Như vậy là cản 16 khoảng 3 tuần gần đây thì nó đánh không qua ờ, Cái nến ngày hôm qua khá là xấu Và tín hiệu quan trọng là tín hiệu đường MACD Bắt đầu có cái sự suy yếu Chính vậy nên là xu hướng cổ phiếu nó sẽ phải tích lũy nghỉ ngơi Tuần tới thì sẽ ở 13.6 đến 14 Chúng ta đánh giá thêm cái hỗ trợ kỹ thuật này VD cổ phiếu VDS dự kiến là sẽ công cái vùng cản mục tiêu ở đây là khoảng quanh vùng 12 128 à 128 đúng không 128 13 133 suy sát lên được và tuần này thì nó cũng đang tích lũy, nói chung là điểm tích lũy này khá là đẹp. Tuần tới thì có thể là có nếu mà chỉnh cung có sâu thì nó cũng sẽ khoảng quanh vùng 11.3 đến khoảng vùng 11.5 đó. Khả năng là nó có tích sâu thì nó sẽ tích lại đây và sau đó thì lực cầu dự kiến sẽ tiếp tục kéo ngược lên ORS ở đây các anh chị ORS ở đây là 15 15 tuần này thì nó đã đạt max target 15 trên 15 và nó đang có những cái điểm lượn lên lượn xuống Nói chung là lượng xuống thì quanh 14.3 sâu hơn thì ở khoảng vùng 13 8 đến 14 đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm À uh, xu hướng thì uh, mục tiêu thì nó lại tiếp tục công lại vùng 15 thôi và nếu như nó có phân phối thì nó cũng phải đi sideways ở trong một cái khoảng thời gian bởi vì uh, ORS thì nó cũng đã có một cái nhịp tăng khá là tốt. <laughs> ORS đã tăng từ khoảng vùng 9 uh, 8 theo năm vùng 9 và lên được đến tận 9 lên đến tận vùng 15 tức là 6 000 đồng trên một cổ phiếu. 6 mà chia cho 9, tức là nó chạy được khoảng tầm 66% ở trong nhịp vừa qua và đương nhiên khi nó lên được 66% rồi thì cái vùng 15 16 ở đây sẽ là những cái vùng cản kỹ thuật rất là mạnh và nếu có thì chúng ta sẽ vơ bèo vừa tép ở trong một cái nhịp tương đối là ngắn. Ok, phần cổ phiếu thì cũng sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ hai và nội dung thứ ba trong cái kịch bản phân tích tuần. Thì đây chính là biểu đồ chỉ số VN index trên M, à xin nói cả nhà VN30 trên M5 Thì như vậy trong tuần thì có đề cập đến ở cái vùng 1080 và sau đó là cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây là 1073, 1075 của chỉ số VN index Đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng Để giúp cho index của chúng ta có thể có cái xu hướng đánh về vùng 1115 điểm đến vùng 1120 điểm Ok thì như vậy là uh, ngay lập tức trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số này đã có một cái gáp tăng và sau đó thì nó tiếp tục uh, xây tương đối là tốt cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở quanh vùng 1090 điểm. Và bản thân trong phiên ngày hôm nay thì uh, VN30 cũng chỉ dừng lại ở 1090 và sau đó nó bắt đầu có một cái lực kéo gần với lực ATC, uh, gần với sát viên ATC và trong tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã tiệm cận về cái vùng 1110, đó là vùng kháng cự rất là mạnh. Uh, thì như cũng có phân tích chia sẻ với các anh chị á thì uh, thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và luôn luôn có những cái um, có những cái biến và chính vậy nên là hết một phiên giao dịch hoặc thậm chí trong phiên giao dịch chúng ta cần phải có những cái phân tích khá là sát thì uh, ví dụ như đây ví dụ như là ngày hôm qua đúng không ạ kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm thì chúng ta sẽ nói về phiên giao dịch của ngày thứ sáu về phiên giao dịch ngày thứ sáu thì vn30 khả năng là vn30 sẽ uh, có những À, cái hỗ trợ kỹ thuật như thế nào thì ví dụ như là đó thì với đa này thì phiên ngày mai thì VN30 khả năng là nó sẽ kiểm tra lại ở vùng 1087 đến vùng 1090 và sâu hơn sẽ là vùng 1080 đến khoảng vùng 1083 đấy là cái dự báo cho chỉ số VN30 của phiên giao dịch ngày hôm nay đó thì chúng ta có thể nhìn thấy đây phiên đấy thì là, phiên ngày hôm nay thì cái cái chỉ có chỉ xoát một cái thời điểm là nó rơi về đây cái điểm này sâu nhất là một không bao nhiêu này nói chung là rơi về đây một dưới dưới vùng một không chín một tí thôi và sau đó nó phục hồi lên phiên ngày hôm qua cũng như vậy về đến vùng một không chín và nó bật lên như vậy thì đấy là những cái phân tích dự báo còn điểm sâu hơn sẽ là vùng một không tám mươi vùng không tám ba thì trong trường hợp nếu mà nó thủng một không chín mươi thì đương nhiên nó sẽ về vùng này thôi đấy là cái quy luật vận động của thị trường nhưng mà cái vùng một không chín mươi thì nó chưa bị thủng ở à, vùng một không tám tám 1088, 1087 đến vùng 1090 đó vậy thì nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật của thị trường thì do phiên ngày hôm nay là phiên kéo khá là rát ở gần gần kết thúc phiên chính vậy nên là khả năng thì à, à, theo quan điểm của tôi cùng thì tuần tới thì vn30 à, có kéo thì nó sẽ tiếp tục tiệm cận lại à, cái vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 1105 đến vùng 110 về đến vùng này thì cái xu hướng là thị trường nó sẽ tiếp tục lấp gáp và cái điểm lốc gáp thì chúng sẽ tiếp tục đánh giá lại cái xu hướng tích lũy tạo nền của VN30 ở khoảng quanh vùng 1087 đến vùng 1090. mươi tích lũy thành công ở vùng này thì là đấy là cái điều tốt, còn trong trường hợp nếu vùng 1087 nó bị mất thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1080 đến khoảng vùng 1083. Đó, hoặc là đối với chỉ số phá sinh chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ có dự báo là khả năng thì phía này thì phá sinh sẽ có thể test lại ở khoảng quanh vùng 1083 đến khoảng vùng 1085 và sâu hơn sẽ là vùng 1076.5 thì chúng ta sẽ nhìn lại cái xu hướng kỹ thuật của phái sinh ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là phái sinh ở trong tuần vừa qua đã cũng đã có một cái sự nâng đỡ rất là tốt thì trong bản tin phân tích tuần thì chúng ta có nói đến ở cái vùng 1075 đến khoảng vùng 1076 ở đây này là điểm hỗ trợ thứ nhất điểm thứ hai là khoảng quanh vùng 1070 thì trong phiên giao dịch ngoài thứ hai thì chỉ số này bắt đầu có có một cái sự phục hồi tốt long lên và bắt đầu kể từ đó thì nó hình thành được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1083, 1085 và bắt đầu từ đây thì chỉ số phá trinh của chúng ta cũng đã có lực long tương đối là tốt. Về đến cái vùng cản kỹ thuật ở 1100. ở phiên ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay thì phá trinh cũng chỉ lùi về lại quanh vùng 1087, chưa đến 1085 và nó cũng đã có một cái lực phục hồi ở ATC. Như vậy khả năng nếu như cái đà hưng phấn nó sẽ tiếp tục kéo lại ở quanh vùng 10 à 1100 và như vậy thì cái xu hướng là gì? xu hướng thì phá sinh nó cũng sẽ cần phải có những cái điểm test cung kỹ thuật và theo quan điểm của hùng thì hùng vẫn tiếp tục đánh giá ở vùng 1083 đến khoảng vùng 1085 và điểm sâu hơn thì sẽ là ở vùng 5 đến khoảng vùng 1078,79 ở đây thì đây là hai cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của chỉ số phá sinh ở trong tuần tới. À, còn đối với chỉ số VN Index thì chỉ số VN Index ở đây đúng không à, thì bản tin tuần cũ thì đã có phân tích ở trên chạc cái thuật ngày thì uh, chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng ở trong nhịp này Index sẽ hướng về vùng 1115 đến khoảng vùng 1120 thì trong tuần là nó đi mắc được về cái vùng 1115 và đồng thời thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 1085 đến khoảng vùng 1087 của Index đã giữ tốt và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó tạo gáp À, nó tạo gáp và nó à, sau cái gáp tăng đó thì như vậy là nó tiếp tục có ở vùng đây 1097 đến vùng 1100 đó thì ví dụ như đây đó thì ví dụ như là đối với index thì trong phiên ngày mai nó sẽ kiểm tra lại ở vùng 1098 nó vùng 1098 mà nó giữ được thì tốt 1098 mà bị vỡ thì phải tính toán là 1095 đến 1096 thì đối với index ngày hôm nay là nó hình như nó về được đến cái điểm sâu sâu này là 109 mấy đấy này

đó thì như vậy là gì à, thị trường nó luôn luôn biến động và chúng ta luôn luôn có những cái phân tích như vậy để chúng ta nắm được tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở à, nhìn về xu hướng của index à, có kéo nhưng lực kéo này thì nó sẽ va lại về vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng một 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 không đến vùng một 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 năm ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới và khả năng đây sẽ là vùng cản tâm lý nên là cái xu hướng của thị trường nó sẽ tiếp tục Quay lại chỉnh cung lớp nền Và nó sẽ tiếp tục test lại cái biên mà chúng ta có phân tích ở đây đó là vùng 1097 1097 đến vùng 1100 và điểm sâu hơn, điểm sâu hơn thì khả năng chúng ta sẽ phải tính toán ở khoảng quanh vùng 1085, 1087, 1090 Thì thông thường ở đây là nó có một cái gap, có những cái gap tăng ở trước này thì Sau đó thì thị trường nó sẽ có xu hướng test chỉnh lại cung OK, chúng ta nhìn ở trên chart kỹ thuật ngày một tí để chúng ta ngắm nghĩa cái hình ảnh của index ở trong cái giai đoạn vừa qua. Thì như vậy đến thời điểm hiện tại thì uh, cái khẳng định thứ nhất đó là index của chúng ta vẫn đang nằm ở trên xu hướng kỹ thuật tăng và trend tăng thì vẫn nằm ở trên những cái trend tăng rất dài, các anh chị. Trend tăng này nó trend tăng rất dài, nó xây từ tận uh, tháng 12, nó xây từ tận tháng 12 của năm 22. Uh, cho đến thời điểm hiện tại là tháng 6 thì cái trend tăng này nó chưa kết thúc và nó vẫn đang tiếp tục xây đó là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai nữa là ông đã có phân tích rất là kỹ cho anh chị ở vùng 1060 ở 1070 ở trong cái nhịp này index của chúng ta trước khi mà nó break cản 1080 thì nó đã có cái nền tảng tích lũy nó khác với nhịp này là index chạy tốc chiến tốc thắng nhịp này cũng như vậy nhịp này cũng như vậy nó không có sự tích lũy duy nhất chỉ có nhịp này nó có tích lũy nhẹ thì nó đã lên được đến vùng 1125 như vậy thì cái nhịp này nó cũng như vậy <laughs> cái ưu, thế của nhịp này là nó đã có sự tích lũy nên khả năng là gì thị trường nó sẽ có những cái xu hướng về mặt uh, công cản và nó sẽ có thể tiếp cận được ở những cái vùng cản kỹ thuật cao hơn và trong thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm nghĩa cái xu hướng mà index nó tích lại ở trên vùng 1.100 điểm tức là gì có thời điểm nếu như mà index nó vẫn giữ được ở khoảng trên vùng 1.100 điểm thì khả năng là các cái vị thế của chúng ta sẽ uh, còn tiếp diễn và theo cái quan điểm kỹ thuật cùng là khi index mà tiệm cận lại cái vùng 1.120 điểm đến vùng 1.125 điểm thì cái tỷ lệ tài khoản mà chúng ta nên duy trì đó là tiền mặt trên cổ phiếu nó sẽ cần phải đạt đó là uh, tỷ lệ khoảng 50 trên 50 đấy là tỷ lệ vàng ở phiên ngày hôm nay thì có một cây nền rút chân lên từ vùng chúng ta đã cho đi là một cây nền rút chân lên từ vùng 1095 đến vùng 1110 và nó rút chân lên ở vùng 1107 thì cái xu hướng rút chân này nó cũng sẽ giúp cho tâm lý của nhà đầu tư ở trong tuần giao dịch mới nó sẽ tốt hơn nó sẽ tối ưu hơn à, tuy nhiên về quan điểm thận trọng về quan điểm góc độ kỹ thuật thì hùng vẫn đánh giá rằng đó là index ở vùng 1.120 điểm vẫn là một vùng tâm lý rất là mạnh chính vì vậy nên là cổ phiếu có lãi cổ phiếu đạt lãi thì chúng ta nên canh để chúng ta chốt lãi thế còn uh, những cái vị thế mà chúng ta mua thì chúng ta giải ngân từ từ và chúng ta chờ đợi thêm những cái cơ hội ở uh, nó rõ ràng hơn và khi mà index về đến quanh vùng 1120 thì quan điểm của Hùng vẫn không đổi đó là tỷ lệ tiền mặt các anh chị có thể duy trì khoảng tầm 50 trên 50 tức là 50 phần trăm vị thế là cổ phiếu và 50 phần trăm vị thế là tiền mặt nếu trong trường hợp index đánh thủng vùng 11 20 đến 1125 để kéo lên những vùng tiếp theo. Thì như vậy là chúng ta không phải nuối tiếc bởi vì chúng ta vẫn còn 50% cổ phiếu à, là để chúng ta chốt lãi ở những cái mốc cao hơn. À, và đồng thời trong trường hợp nếu như thị trường có rủi ro nó có những cái biến động mạnh và thị trường chỉnh cung thì như vậy là chúng ta cũng có 50% tiền mặt để khi mà thị trường về đến các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta có thể thu gom thêm. Thì đấy là cái quan điểm của cá nhân ông Lê, các anh chị có thể tham khảo thêm. Ok bản tin tuần này thì đến đây sẽ là kết thúc và với những cái cổ phiếu mà các anh chị chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. Ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của anh chị trên những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất. À, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.